Thưa quý vị, đây là chương trình đăng nhập trái tim với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Phương Hiếu rất là hân hạnh được gặp lại tất cả quý vị để hy vọng rằng với những cảm xúc trong tình yêu đôi lứa của đăng nhập trái tim sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thật là thoải mái. Thưa quý vị, rất nhiều những chàng trai đã đăng ký tham gia chương trình đăng nhập trái tim để mong muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên ra 6 chàng trai may mắn nhất để chính thức bước vào chặng đua tìm kiếm một nửa yêu thương để chinh phục nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng gặp gỡ các chàng trai ngày hôm nay. Họ là ai? Xin mời! Quý vị, 6 chàng trai của chúng ta với 6 phong cách khác nhau. Tuy nhiên các bạn có một điểm chung, các bạn là những chàng trai may mắn có mặt để đăng nhập chính thức vào các vị trí của đăng nhập trái tim ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay vì điều đó được không ạ? Chúc may mắn nha. Thưa quý vị, đây là 6 chàng trai của chương trình. Vậy còn nữ chính của chúng ta ngày hôm nay là ai? Mời quý vị cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc. Chào Trúc. Thưa quý vị, Thanh Trúc hiện nay đang là người mẫu ảnh. Và đặc biệt là Thanh Trúc cũng có một thành tích về chụp ảnh và cả về những cuộc thi mình tham gia nữa. Trúc sẽ chia sẻ cho các bạn nam được nghe nha. Thanh Trúc từng đạt top 10 nét đẹp công sở cũng như là top 3 Best Picture Beauty 2019. Với những cái giải thưởng đó thì thường là mình tham gia để mình cho vui hay để thỏa đam mê của mình? Dạ, em tham gia để cho vui. Để cho vui. Dạ đúng rồi, cho vui. Và mình đạt được thành tích nhờ là mình cũng ăn ẩm đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà mình thường mình ăn ẩm như vậy, cả ở ngoài cũng rất là dễ thương nữa. Thì tại sao phải đến với đăng nhập trái tim để tìm kiếm một nửa của mình? Dạ, em không tìm được một cái người
tâm đầu ý hợp với mình, một cái người mà mình cảm thấy thật sự có thể che chở bảo vệ mình được. Vậy hôm nay đến đây với ai nè, chia sẻ cho Hiếu nghe xem. Em đến đây với một người em họ của em. Em họ? Dạ. Đồng hành cùng em ngày hôm nay phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ cùng đi theo anh Hiếu qua bên đó để mình cùng chào đón em họ ra sân khấu nha. Mời em. Em họ, giới thiệu chút xíu đi nè. Dạ xin chào anh Phương Hiếu. Dạ xin chào các bạn đang xem qua mạng nhỏ. Dạ xin chào các chàng trai ở đây. Dạ em tên là Cấu Thịnh. Em là em họ của chị Thanh Trúc. Em họ có hay chia sẻ cái câu chuyện cùng với chị của mình không? Và ngày dạ. Hôm nay tự tin đứng đây để có thể giúp chị mình tìm kiếm tình yêu vậy. Dạ em thì em với chị Trúc là cũng rất là thân với nhau. Đêm nào cũng nhắn tin chia sẻ các kiểu. Dạ từ khi mà em ra ngoài sống, sinh sống một mình em á thì cô này là lúc nào cũng ở bên cạnh em để giúp đỡ. Dạ. Cho nên hai chị em rất là thân thiết, lúc nào cũng gắn bó với nhau. Hy vọng là với sự thân thiết gắn bó đó sẽ giúp cho chị họ mình, đúng không? Ngày hôm nay sẽ tìm được một nửa mà ưng ý nhất ha. Sẵn sàng chưa Trúc? Dạ em sẵn sàng rồi. Sẵn sàng dạ. Chưa nào em? Dạ sẵn sàng. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng và hy vọng quý vị cũng sẽ sẵn sàng để cố định kênh HTV7. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình đăng nhập trái tim. Để tạo cơ sở có thêm thông tin cho các chàng trai có thể hiểu hơn về Thanh Trúc, để chuẩn bị đến với bí mật đồng trời, mình giao lưu chút xíu nữa nè. Đến bây giờ thì Trúc đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em đến bây giờ là em đã trải qua được 2 mối tình. Một mối tình là hồi học cấp 3 và một mối tình là lên đại học. Yeah. Thì cái mối tình mà em nhớ nhất, ấn tượng nhất tức là cái mối tình hồi học cấp 3. Thì cái thời đó là cái thời mà còn đi xe đạp đi học. Nó lúc đó là cái kỷ niệm đẹp nhất đó, là bạn đó, cái người đó chở em về trên con đường đi về nhà thì bằng xe đạp. Thì lúc đó là hai bên hàng lá nó rơi. Đẹp ha. Dạ đúng rồi, cho nên giống trong phim đúng không? Dạ đúng rồi, cho nên cái cảm xúc đó thì đến giờ lớn rồi thì mình vẫn không quên được. Kiểu trong người chúng ta, dù cho chúng ta trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, phải thú thật là tình đầu là mối tình có nhiều cái kỷ niệm đẹp. Dùng từ kỷ niệm đẹp, dù nó không có thành đôi, nó không đi đến với nhau tận cùng, nhưng mà kỷ niệm thì luôn có, phải không? Trong tình yêu thì Trúc là người như thế nào nhỉ? Trong tình yêu thì em là người thẳng thắn, nghĩ sao thì nói vậy. Với lại rất là chân thành trong tình yêu. Thẳng thắn và chân thành. Từ mối tình đại học đến bây giờ là bao nhiêu năm mình không có một mối tình mới nào? Năm nay là em 24. Tính ra là từ đại học là cũng đã chia tay rồi. Thì em thì không có mối tình nào đi đến lâu dài được. Tầm chỉ tầm khoảng một năm hơn là đổ vỡ. Lý do của những cuộc đổ vỡ nó thường là gì? Chứ em nghĩ là do em lúc đó em còn cũng nít quá. Kiểu mình lo học bị phân tâm đúng không? Dạ, với lại lúc thôi, với lại trong khi cả hai lúc đó còn quá trẻ, cũng xích mích như có những cái mâu thuẫn, vẫn buông tay nhau nhưng mà không lấy nắm lấy nhau. Kiểu như mình có mâu thuẫn mình không biết giải quyết như thế nào. Thường thì tuổi trẻ mình có những cái bất đồng trong tình cảm mình không biết tìm cách giải quyết, đúng không? Lúc đó là mình cứ lo là cái tôi của cá nhân mỗi người nhiều quá, cái đôi khi mình để những cái cảm xúc trong veo đó nó trôi tuột qua tai của mình. Nhưng bây giờ anh hỏi thật nha, đã sẵn sàng và chín chắn hơn để nghĩ về một mối tình mới chưa? Dạ, đã sẵn sàng rồi. Sẵn sàng đúng không? Đừng hồi hộp, đừng run, có anh ở đây nha. Chả những vậy có em họ nữa, sẵn sàng hỗ trợ cho em ha. Bây giờ hỏi em họ nè, với chị Trúc thì trong mắt em chị Trúc là một cô gái như thế nào? Dạ bình thường thì ở ngoài á mọi người sẽ nhìn chị Trúc một cái là nghĩ là cô gái này rất là mạnh mẽ. Nhưng sâu bên trong đó lúc mà chị Trúc tâm sự với em thì em cảm thấy như là chị Trúc là một người bên trong đó là rất là yếu đuối, cần một người đàn ông có thể bảo vệ chăm sóc cho chị. Yếu đuối như thế nào gọi là cô gái yếu đuối nhỉ? Dạ thì dạ lúc mà mỗi lần chị chia tay người yêu là chị cứ nhắn tin tâm sự, chị buồn quá Thịnh ơi kiểu vậy. Rồi xong cái chị cũng thả cái biểu tượng cảm xúc mà khóc mặt buồn thì rồi em thì cũng trước đây em cũng đã từng tham gia chương trình này rồi thì ngày hôm nay em cũng quyết tâm là sẽ tìm được một anh nào đó có thể là bảo vệ được chị Trúc từ đây cho tới lần đầu dài về sau này. Có khi nào em tham gia chương trình đợt trước thì em có thành công trong việc chinh phục cô gái nào không? Dạ thì đợt trước thì em không may là bị loại ở ngay trong vòng là quyền lực người thân. Dạ yeah. Anh với bộ anh hỏi với anh nha. Nhưng mà đừng có vì vậy mà trả thù loại người khác kìa trời. Dạ không, dạ hy vọng là dạ hy vọng là trong 6 chàng trai ở đây là sẽ em sẽ giúp chị tìm được một người mà phù hợp ân ý với chị.
Đúng là anh nói giỡn, chứ thật ra là khi mình đến đây á, anh tin chắc là mình đã có kinh nghiệm rồi, thì mình sẽ đánh giá nhìn nhận một chàng trai nó xác đáng hơn. Riêng với em muốn gửi đến chị Trúc cái điều gì để chị Trúc cần thay đổi để hoàn thiện hơn? Dạ em muốn gửi lời tới chị Trúc là chị cứ hãy mở lòng ra đi. Mỗi lần chị Trúc tổn thương gì dùm tới bây giờ là chị cũng chưa mở lòng được. Ngày nay em cũng khuyến khích rồi nên chị mới dám ngồi đây. Em cũng khuyên chị là cứ mở lòng ra thì tình yêu nó sẽ tới. Anh tiếp lời em nha. Và em cũng mong là sau này chị buồn đừng nhắn tin tìm em nữa. Tại vì sao? Sau này chị có bạn trai rồi thì cứ tìm bạn trai chị nha. Dạ em cũng không muốn bị quýnh ghen đâu. Thưa quý vị, đó là những lời trò chuyện để chúng ta hiểu thêm về Trúc một chút xíu, để xem Trúc đã sẵn sàng như thế nào khi đến với Đăng Nhập Trái Tim hay chưa. Còn bây giờ là lúc mà Trúc và em họ của Trúc sẽ cùng nghe các chàng trai giới thiệu về mình như thế nào nha. Mời chàng trai đầu tiên. Dạ em chào anh MC Phương Hiếu và bạn nữ và người thân của bạn nữ. Thì em tên là Toàn, năm nay em 21 tuổi. Em hiện tại đang là sinh viên của trường đại học Văn Lang. Dạ thì trong tình yêu của em thì em cảm giác như là tình cảm của em giống như là một ván bài vậy. Lúc nào cũng dù là biết luật nhưng mà lúc nào đánh cũng thua hết. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn em đến với Đăng Nhập Trái Tim. Chàng trai tiếp theo xin mời. Gọi em là Dân Thường vì gặp anh em là anh thương dần. Gọi em là Cây Xăng vì gặp em là anh đổ. Thì lời đầu tiên gửi tới chương trình thì em xin chào anh MC Phương Hiếu dễ thương, chào bạn nữ cùng chơi và gia đình. Thì đến với chương trình thì cũng muốn là tìm một bạn nữ có cùng con đường tình cảm với mình để mà dắt về nhà. Dẫn về nhà luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Quê thiệt. Sẵn sàng đi về nhà chưa? Dạ nếu mà đã sẵn sàng để em đứng xe. Đã sẵn sàng về nhà luôn đúng không? Chào đón em đến với Đăng Nhập Trái Tim. Chàng trai tiếp theo. Xin chào MC Phương Hiếu, chào ban tổ chức chương trình và những bạn đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Dương Chí Bảo, năm nay em 24 tuổi. Em tới với chương trình này là để tìm kiếm cho mình một cơ hội. Cơ hội đổi đời hả cưng? Dạ không ạ, cơ hội đổi tình. À đổi tình hả? À là đang có tình rồi mà đổi tình. Dễ sợ chưa? Thôi em đang có tình với bản thân em thôi. Em đang đổi tình với một người khác ngoài bản thân em. Khả năng tự luyến cũng cao. Nói gì với Trúc đi nè. Lần đầu tiên mà Bảo nhìn thấy Trúc thì Bảo đã cảm thấy quyết định tham gia chương trình của mình thật là đúng đắn rồi. Hối hận không? Hỏi thiệt, hối hận không? Không. Quyết chiến nha. Tại vì những đối thủ là đáng gờm không đấy. Mỗi người đều có một phong cách khác nhau ha. Chúc bạn may mắn nha. Chàng trai tiếp theo, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Hưng, năm nay mình 25 tuổi. Công việc hiện tại của mình là nhân viên tại một phòng khám da liễu. Và ngoài ra thì mình cũng có làm thêm về những cái mảng nghệ thuật nữa. Và ngày hôm nay mục đích mình tới đây là để tìm được cái nửa kia của mình và cùng nhau dắt tay về ra mắt hai bên gia đình ạ. Ôi, dắt tay về ra mắt hai bên gia đình luôn. Một bên đây rồi dắt về nhà, bên kia rồi dắt về ra mắt hai bên gia đình. Coi bộ hôm nay được à, ổn nha. Ai cũng có tiêu chí rõ ràng. Thực ra thì mình cũng là một người làm về mảng nghệ thuật. Và hình như chúng ta có sự tương đồng với nhau. Mình cũng làm thêm về mảng nghệ thuật. Vậy cho hãy cho mình một cơ hội nhé. Cảm ơn bạn đến với chương trình Bì Trúc. Chàng trai tiếp theo. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào bạn Trúc. Xin đẹp ngày hôm nay. Mình tên là Hiếu, năm nay mình 21 tuổi. Hiện tại mình là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Hôm nay mình đến đây để mang đến sự chân thành, để sự chân thành duy nhất của mình. Mong nữ chính ngày hôm nay cho mình một cơ hội để làm quen. Dạ em xin cảm ơn ạ. Ngộ ha. Em có thấy cái điều gì đặc biệt không? Hơi rung mà trong đó có chân thành không? Có đúng không? Ai tên Hiếu cũng chân thành. Chàng trai tiếp theo, xin mời. Xin chào mọi người. Xin chào MC Phương Hiếu. Xin chào nàng thơ và người thân của nàng thơ ở ngày hôm nay. Mình tên là Trung Kiên, năm nay 22 tuổi và đang là sinh viên năm cuối của trường Học viện Hàng không. Thật may là ngày hôm nay gặp được bạn Trúc ngày hôm nay thì bạn giới thiệu thì bạn 24 tuổi. Thì mình cũng đang học ngành hàng không. Em hiểu không? Em hiểu chưa? Bạn học ngành hàng không đó.
có bằng phi công chưa em? Dạ, bằng đời thì có rồi mà bằng trường thì đang đợi cấp. Bằng đời có rồi luôn hả? Ồ, bằng đời không biết có đạt chuẩn không ta? Chuẩn với anh, chuẩn trong uy tín. Uy tín nha, uy tín chất lượng nha. Chất lượng luôn. Hứa nha. Hứa luôn. Yên tâm chút, có bằng đời, uy tín, chất lượng, bằng lái máy bay. Ngay bây giờ thưa quý vị, đó là lời giới thiệu của 6 chàng trai. Và như Phương Hiếu đã nói, sau những lời giới thiệu này, chúng ta sẽ đến ngay với vòng đầu tiên của Đăng Nhập Trái Tim. Nhưng quý vị cũng biết đây chính là vòng gây nhiều sóng gió nhất. Tại vì sao? Các chàng trai có thể có cái nhìn khác đi về cô gái này khi biết được bí mật mà Thanh Trúc sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Và rất mong là các chàng trai sẽ tỉnh táo để suy nghĩ thật kỹ về món báu vật này, để xem liệu mình có thể đồng cảm được hay không, cảm thông và thấu hiểu được hay không. Đó là điều mà phụ nữ luôn cần ở những người đàn ông, phải không Trúc? Không chờ đợi gì nữa, mời bí mật đồng trời của Thanh Trúc. Lại gặp nhau, người nào bí mật? Thưa quý vị, đây là bí mật động trời của Thanh Trúc, một cô gái đáng yêu và xinh xắn. Chương trình nãy giờ chắc chắn là chúng ta cũng có cảm nhận Thanh Trúc cũng khá là chưa thật sự tự tin, tại vì rõ ràng đến đây để tìm kiếm người yêu mà. Một chút lụt rè đó, liệu rằng điều gì sẽ ẩn giấu trong tính cách dễ thương, lụt rè, nhỏ nhẹ đó của cô nàng Thanh Trúc? Quý vị cùng xem nha. Và đây là bí mật động trời của Thanh Trúc. Cảm ơn bạn. Bút mực. Một cây bút và một bình mực. Các chàng trai, đoán xem một cây bút và một bình mực tượng trưng cho bí mật động trời gì của Thanh Trúc? Ai có suy nghĩ gì giơ tay? Mời bạn. Theo em thì bút với mực thì em liên tưởng đến sách vở và cái con đường học tập. Thì em nghĩ là bí mật động trời của nữ chính ngày hôm nay là có thể bạn ấy nghỉ học từ sớm. Nghĩa là bạn ấy chưa hoàn thành công việc học. Dạ vâng. Hồi nãy Trúc có chia sẻ mối tình thứ hai, cũng là mối tình cuối của Trúc, là năm nhất đại học. Nhưng mà Trúc không nói là Trúc đã tốt nghiệp đại học chưa, đúng không? Đúng. Có thể yêu xong chia tay rồi cái nghỉ học luôn. Mời em. Dạ, theo em nghĩ là cái mối tình đầu á ảnh hưởng hơi nhiều trong cái lúc đó, nên Trúc có hơi ảnh hưởng trong cái về thời đi học. Anh chưa hiểu lắm. Có nghĩa là cái khoảng thời gian đi học á, là có quen một người á, có thể là em nghĩ là bị ảnh hưởng tới tâm lý của... Bị ảnh hưởng về tâm lý. Dạ đúng rồi anh. Nếu mà một cô nàng bị ảnh hưởng về tâm lý thì không thể nào tự tin, duyên dáng và xinh đẹp như vậy đến đây để gặp gỡ chúng ta đâu. Thật là khó để liên tưởng một bình mực và một cây viết. Phần nhiều chúng sẽ nghĩ về tuổi học trò, học hành, đúng không? Bây giờ Hiếu sẽ mang bí mật động trời này để Thanh Trúc sẽ gửi đến các bạn. Đó là gì? Để giờ nghe các bạn đoán thấy thế nào? Có những bạn đoán cũng gần đúng. Có bạn đoán gần đúng hả? Oh wow. Vậy thì ngay bây giờ anh gửi lại. Nào, tự tin, đứng dậy, nhìn thẳng vào vấn đề và cho chúng tôi biết bí mật động trời của Thanh Trúc là gì? Bí mật động trời của em là... em muốn anh có thể xăm tên của em vào trên ngực của anh.
nghĩa là em muốn người yêu của em xăm tên của em lên ngực. Dạ đúng. Kiểu như một dạng đánh dấu lạnh. Vâng. Đó là bí mật động trời. Hay nói đúng hơn, đó là một mong muốn mà Thanh Trúc muốn người bạn trai của mình phải làm điều đó. Liệu rằng khi biết mong muốn này của Thanh Trúc thì các chàng trai sẽ đồng ý hay không đồng ý? Nếu muốn tiếp tục tìm hiểu Thanh Trúc, các bạn lựa chọn đăng nhập dưới lên trái tim màu xanh. Còn nếu các bạn thấy không hợp lý và không thích xăm, hãy dưới lên trái tim màu đỏ. Thời gian suy nghĩ dành cho các bạn 30 giây bắt đầu. Và thời gian đã hết. Để xem trong 6 chàng trai này ai sẽ chiều được sở thích này của Thanh Trúc đây. Mời các bạn giơ bảng. Thưa quý vị, chúng ta có 5 trái tim đăng nhập và chỉ có 1 trái tim đăng xuất thôi. Mời chàng trai đăng xuất bước ra sân khấu. Đầu tiên anh muốn hỏi là em không thích xăm. Dạ đúng. Hồi trước giờ chưa xăm? Em trước giờ chưa xăm. Thì em thấy cái việc mà khắc tên của Trúc á, lên ngực của em á, thì nó là một cái gì đó nó quá sở hữu. Một cái tính sở hữu rất là cao. Và ví dụ đặt trường hợp mà em với Trúc khi cả hai còn trẻ thì biết đâu là sẽ tan rã. Không phải là trường hợp xui thôi, mình không hợp nhau. Mỗi người bước một con đường mới, một hướng đi mới, một niềm vui mới. Thì cái người đến sau Trúc á, họ sẽ nghĩ thế nào khi mà trên ngực của em, những người đến sau họ sẽ nghĩ thế nào mà khi mà trên ngực em á, lại có hình xăm của Trúc. Và dù cho nếu như em có che đậy bằng một hình xăm khác á, thì nó cũng rất là ảnh hưởng tới cuộc sống của em sau này. Anh thấy em hơi bi quan. Chưa yêu mà sợ rằng sẽ chia tay và gặp người yêu mới và xăm hình mới đè lên rồi thì em hơi bi quan và em không có một cái quyết tâm chắc chắn cho tình yêu của mình. Đúng chắc không? Chắc chắn. Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe trọn vẹn câu chuyện vì sao Trúc lại có mong muốn như vậy đối với người yêu tương lai của mình. Mời Trúc. Tại do em có ám ảnh về gia đình của em, là ba mẹ của em ly hôn từ lúc mà em cũng còn trẻ, còn bé. Thì lúc đó thì anh nghĩ cho một cuộc sống đây rất là hạnh phúc, thì tự nhiên là đùng cái là ly hôn, thì làm cho em bị sốc cái điều đó. Cho nên em muốn cái người bạn đời của em á, muốn cái người bạn của em sau này em đi á, thì họ có thể xăm lên ngực của họ, để mỗi khi mà hai đứa mà có đôi lời cãi nhau á, hoặc là thậm chí dẫn đến nặng lắm là ly hôn, thì hai đứa cũng có thể nhìn vào cái hình xăm đó, và họ nhìn vào hình xăm đó của họ để họ có thể nhớ rằng là tại sao là đi với em từ lúc đầu là như vậy, tại sao họ nhớ lại khoảnh khắc là tại sao lúc đầu hai đứa lại yêu nhau như vậy. Cho nên em muốn bạn đó xăm, nghĩa là xuất phát từ nỗi sợ, đúng không? Mối quan hệ sau này cũng sẽ lại tan vỡ và không gìn giữ được như là gia đình của mình. Đúng. Cho nên mình tìm một cách nào đó để gợi nhớ mình luôn luôn ở bên cạnh người đó. Để dù có giận dỗi cách nào đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn lại thì nhớ lại những ngày đầu đến với nhau vì sao, vì lý do gì, để rồi hàn gắn lại, đúng không? Có một câu Hiếu thấy rất là hay. Không biết là các gia đình Việt Nam chúng ta khi mà đổ vỡ có bao giờ nghe lại câu này hay không? Đó chính là đúng cây ai nở chiếc chồi, tình chồng nghĩa vợ giận rồi lại thôi. Thật sự mà nói thì có nhiều gia đình khi mà trên bờ vực đổ vỡ á, thì lúc đó ai cũng mong muốn thoát ly khỏi cái cuộc cãi vã và tranh luận đó hết. Chứ chẳng ai mà nghĩ sẽ nhìn lại những bước đi đầu tiên của mình, vì sao yêu nhau, vì sao đến với nhau, gặp nhau như thế nào. Cho nên đa phần những cuộc chia ly đều đau khổ cả. Khi
Khi mà nghe lý do của Trúc như vậy rồi thì em có cảm thông cho một cô gái nhỏ nhắn như vậy không? Có, em cũng rất là cảm thông. Nhưng mà em cũng có đôi lời muốn gửi đến Trúc, đó là bản thân Bảo thì có một gia đình hạnh phúc, nên Bảo cũng một phần nào đó Bảo thông cảm được cho những người mà không may mắn. Bảo biết là sẽ rất là tổn thương khi mà thiếu cái này, thiếu cái kia. Nhưng mà thực sự ra là cái việc hình xăm lên người á, nó là tùy vào con người, chứ không phải là bất kỳ một chàng trai nào cũng đều có ghép vô cái quy chuẩn đó được. Có thể là cùng nhau trồng một cái cây, có thể là cùng nhau đi thu âm một bài hát, cùng nhau chụp một bộ hình. Tại vì Trúc làm nghệ thuật, Trúc cũng hiểu mà, nó có rất là muôn màu. Mấy cách kia bỏ được ông ơi, trồng cái cây thì đập cái cây, dục cái cây được, chụp bộ hình về cắt xé đốt được, hình xăm đè lên được, hình xăm đè lên được, nhưng mà đè lên đau. Nhưng mà tại hình xăm khác còn lên máu, lên thịt, cho nên cái đó nó sẽ khó phai, khó bị trôi đi theo thời gian. Đó là cách mà Trúc khi mà yếu đuối á, khi mà yếu lòng về gia đình của mình á, thì chọn cách đó, nghĩ rằng sẽ khắc ghi thôi, đúng không? Một cô gái đang rơi vào tình cảnh đó thì còn cách nào khác để suy nghĩ. Đó là nỗi lo sợ của riêng Trúc thôi. Và anh cũng rất là tôn trọng em, tại vì nền tảng của mỗi gia đình mỗi khác, và mỗi một cái yêu cầu để tìm kiếm mà phù hợp thì nó lại càng khác hơn. Đó là lý do mà thế giới có hơn 8 tỷ người, đâu phải ai cũng có duyên gặp nhau và ở lại, đúng chưa? Vậy thì em vẫn quyết định đăng xuất đúng không? Hay là muốn đăng nhập trở lại? Em suy nghĩ là ban đầu á, em chỉ nghĩ Trúc là một cô gái có cá tính nó quá mạnh, nên và có một chút gì đó nó độc đoán. Khi mà em thấy lạ là khi bắt người khác phải khắc tên đúng lên rồi người. Anh cũng tưởng vậy. Em rất là sốc. Thực sự ở trên đó Bảo rất, Bảo nghe là Bảo thấy có gì đó nó sai sai. Nhưng mà nhìn vào cái vấn đề thì thực sự là đúng. Đối với trường hợp của Trúc là tổn thương nó nhiều hơn người khác, cho nên Bảo sẽ có thể xin phép được đăng nhập lại. Đăng nhập trở lại. Anh thích những người đàn ông bao dung vậy á. Tại khi mà chúng ta chưa hiểu ngọn ngành, chúng ta có quyền thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình. Nhưng mà hiểu rõ vấn đề rồi. Và người phụ nữ mà càng rơi vào những cảm xúc bí bách, không biết giải quyết như thế nào, lựa chọn một cái cách rất là, nghĩ là xăm vô như vậy là rất là đau, ghi dấu rồi đó. Xăm vô như vậy là chắc là nhớ mình suốt đời rồi đó. Thì cần phải được yêu thương che chở nhiều hơn, đúng cái không? Cái đó là suy nghĩ lại thì lại thấy rất là trẻ con, rất là đáng yêu. Đúng rồi, đâu có gì đâu mà sai. Và là quyết định muốn đăng nhập lại, đúng không? Trúc, nãy giờ nghe Bảo chia sẻ rồi đó, anh nghĩ là chàng trai này cũng khá là thú vị và có những suy nghĩ khá là chín chắn và rõ ràng rành mạch chuyện nào ra chuyện đó. Trúc có muốn cho Bảo đăng nhập trở lại hay không? Nếu Trúc đồng ý, Bảo sẽ được chính thức đăng nhập trở lại. Em đồng ý. Vì em thấy có một, tuy là lúc đầu là nấy hơi nghĩ về cho nấy nhiều, nhưng mà lúc sau là em thấy có cái sự đồng cảm. Anh ấy có thể hiểu được về mình nhiều hơn em nghĩ, cho nên em cho nếu cơ hội để nấy nhập lại. Chúc mừng Bảo. Và cũng chúc mừng Trúc nữa. Mời Bảo trở về vị trí của mình. Thưa quý vị, thật là may mắn, sau vòng đầu tiên bí mật, động trời tưởng rằng đã rơi mất một chàng trai dễ thương, đáng yêu của chương trình rồi. Nhưng rất may nhờ sự thấu hiểu nhau kịp thời của đôi trẻ mà Bảo đều được đăng nhập trở lại qua sự đồng ý của Thanh Trúc, nữ chính của chương trình hôm nay. Bây giờ hãy cùng 6 chàng trai đến với vòng thứ 2 mang tên Quyền lực người thân. Thưa quý vị, ở vòng 2 này Quyền lực người thân thì chỉ duy nhất quyền sinh sát trong tay một người, đó chính là em họ. Hy vọng rằng em họ bằng sự thấu hiểu người chị của mình, bằng những đêm nhắn tin chat chít liên tục để tâm sự chia sẻ với nhau chuyện lớn nhỏ, sẽ giúp cho chị họ của mình đăng xuất đúng người và đăng nhập đúng người. Sẵn sàng chưa? Hồi hộp không? Không đúng không? Dạ vâng. Vậy là tự tin mạnh mẽ. Vâng ạ. Nhớ đừng loại trúng gu chị mình là được.
Lên đây với Hiếu nào. Cầm hai bảng lên. Màu đỏ là đăng xuất, màu xanh là đăng nhập. Với chàng trai này, em nghĩ như thế nào? Với chàng trai này thì em nhìn anh thấy là anh ấy là khá là mạnh mẽ, khá là kiệm lời. Thì hy vọng là anh sẽ hành động nhiều hơn để cho chị của em có thể là có thể hiểu được và có thể cảm được tình cảm của anh. Và em sẽ cho anh này đăng nhập. Dạ, nhanh gọn lẹ. Tiếp theo bên kia. Rồi, với chàng trai này thì sao? Dạ, với anh này thì em cho đăng xuất. Dạ, bởi vì là lúc mà em nhìn thì em thấy anh này không có để ý chị của em. Anh nói cứ nhìn đi đâu có thể là thậm chí là anh nhìn xuống dưới đó. Thì em cảm thấy là anh này chưa hướng, thực sự là hướng tới chị của em. Nên là em cho đăng xuất. À, thật ra không phải anh, tại vì em đứng yên một chỗ thì nó hơi khó chịu nên em cử động thôi chứ không phải là không tập trung. Em cũng thường xuyên nhìn vào bạn nữ chứ. Vậy hả? Em nhìn lúc nào mà để cho người ta để ý, người ta thấy không nhìn? Em thường xuyên nhìn. Đó, người ta thường xuyên nhìn. Em thường. Thì chắc có thể là những cái lúc mà đó thì cái những lúc tình cờ em đi thì anh có thể là hành động khác thì... Coi như anh xui đáng chịu. Không, dạ cái chắc là những lúc đó là không may. Không may, may nhìn. Vẫn quyết định. Đã đăng xuất. Để bạn là đây. Ây da, tập trung vô cho mấy chàng trai. Bị lia dữ lắm nha. Rồi, cầm bảng lên. Dạ với anh này thì dạ thì em. Dạ xin lỗi anh là em cho đăng xuất. Tại sao? Dạ theo em thì đàn ông thì nên có chứng kiến riêng. Nếu như mình đã chấp nhận người yêu một người con gái thì có thể là mình sẵn sàng hy sinh chấp nhận cái đó. Mà nếu như anh đó đăng xuất rồi thì anh em nghĩ là quyết định của anh thì anh nên giữ cho chứng kiến chứ không nên là đăng xuất đăng nhập lại thì nó sẽ rất là nó có gì đó nó không có chứng kiến riêng của một người đàn ông nên là em quyết định đăng xuất. Nhưng mà rõ ràng là do là bạn chưa hiểu. Khi bạn hiểu câu chuyện rồi thì bạn đồng cảm với Trúc mà. Dạ thì em nghĩ là nếu như đó thì trước đó thì anh có thể là nếu như nhau thì chúng ta có thể là bỏ qua hết những cái đó cho nhau và lúc đó là chúng ta có thể là thuyết phục nhau để mà hai người có thể dung hòa với nhau hơn. Còn nếu như mà chỉ nghe sơ qua thôi nhưng mà đã dơ lên đăng xuất và em e là khi về với chị của em thì chị của em sẽ như thế nào? Đó là sự lo xa của em, đúng không? Em nói người ta lo xa, nãy giờ em cũng lo xa đó thôi. Đặt bảng xuống. Nhưng không sao, bình tĩnh nha, chúng ta hoàn toàn có thể lực được thế cờ. Qua bên kia. Rồi. Các bạn này làm da liễu này. Với anh này thì em thấy ảnh là cũng trông rất là vui vẻ. Không biết em có đa nghi quá hay không nhưng mà em nghĩ ảnh là ảnh có người kiểu mà còn ham vui. À dạ. Nên em nghĩ là phù hợp với chị em là làm bạn hơn là làm người yêu. À. Nên em xin cho đăng xuất. Dạ, em xin lỗi anh. Nghĩa là em muốn tìm một người trưởng thành hơn. Vâng ạ. Dạ, cô chị em là một người rất là trưởng thành. Tiếc quá. Bên kia, tiếp theo. Anh này thì em thấy anh rất là mạnh mẽ. Anh có một số nét gì đó rất là trưởng thành. Thậm chí là ngoài ra chị của em là còn là người mẫu quảng cáo ảnh. Cùng nghề với anh thì có thể là hai người có thể là hợp nhau, có thể là chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Em sẽ chọn đăng nhập. Chúc mừng nha. Bởi vì đàn ông mà mặc áo sơ mi trắng lợi thế quá. Dạ, còn với anh này thì anh cũng rất là cao, dạ. Mà cô chị em cũng là người cao hơn chị. Nhìn thì thấy trông cũng rất là mạnh mẽ, nam tính. Hy vọng là những lời nói của anh thì có thể là biến thành những hành động. Bởi vì chị em là yêu bằng hành động hơn là bằng lời nói. Dạ, em sẽ cho anh này một cơ hội đăng nhập. Dạ, yeah. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, về chỗ nào. Em họ khó tính. Phải gọi là như vậy. Thưa quý vị, nắng không ưa, mưa không chịu là lời mà Hiếu dành cho em họ của Thanh Trúc. Trong con người ta vui vẻ, dễ thương cũng không chịu. Con người ta lầm lầm lì lì cũng không vừa lòng. Con người ta lỡ đăng xuất rồi đã xin đăng nhập lại cũng không vừa lòng luôn. Bây giờ để xem kết quả sau phần quyền lực người thân là như thế nào. Mời các bạn giơ bảng lên. Rồi. Thưa quý vị, như vậy chúng ta có tổng cộng là 3 chàng trai được quyền lực người thân đăng nhập và 3 chàng trai bị buộc đăng xuất. Mời 3 chàng trai bị đăng xuất ra sân khấu.
Ây da, coi bộ rất là tiếc gặp ba em ở đây. Đều là những ứng cử viên tiềm năng cả. Nhưng mà đó không phải lựa chọn của Trúc. Bây giờ các bạn sẽ có cơ hội để đăng nhập trở lại. Mỗi bạn sẽ tận dụng thời gian cùng trò chuyện với Trúc. Hãy dùng một câu chân tình nhất, nhiều cảm xúc nhất, chân thành nhất gửi đến Trúc. Và khi Trúc cảm thấy mềm lòng và có cảm xúc, Trúc sẽ là người đứng ra thuyết phục người thân của mình để các bạn đăng nhập trở lại. Tự tin không? Mặt này kiểu buồn buồn nè, bị đăng xuất cái buồn nè. Mặt này cũng, tôi đứng mà, tự nhiên tôi đứng, tôi lo do là mỗi chân quá đứng, mất tập trung chút xíu bị loại. Còn bên kia, mặt người ta cười vui cũng bị loại. Nhưng mà đừng lo nha, bây giờ mình được đối diện với Trúc, chứ không phải là người thân của Trúc. Sẵn sàng ha, mời Thanh Trúc xuống sân khấu và mời ba bạn qua bên tay phải của Hiếu. Như Hiếu đã nói, ở phần này thì mặc dù là quyền lực người thân, nhưng mà sau đây thì từng chàng trai sẽ có những câu nói chân thành gửi đến Trúc. Nhớ cảm nhận bằng trái tim nha, tại vì đứng gần nhìn thấy rõ hơn nè, và còn được nghe nói câu nói chân thành, đôi khi có tung chiêu thả thính trong đó nữa. Thì nếu mình thật sự cảm động và cảm thấy có cái gì đó thích thích, thì nhớ ra sức thuyết phục người thân của mình để cho các bạn đăng nhập trở lại nha. Hoàn toàn có cơ hội. Sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Chàng trai đầu tiên. Chào em, anh không biết là quá khứ của em như thế nào, hiện tại em ra làm sao, nhưng mà tương lai của em thì anh có thể lo được cho em. Và anh nghĩ là anh đủ trưởng thành, và anh có một bờ vai đủ ấm áp và rộng để cho em có thể tựa vào mỗi khi em mệt mỏi. Hãy cho anh một cơ hội nhé. Cái lợi thế của mấy chàng trai mà ở miền Bắc á, giọng Bắc á, thì hay ăn nói rất là mượt mà, đúng không? Đó là lợi thế của các bạn rồi. Tới ai? Người tiếp theo. Rồi. Chào Trúc. Thì tới với chương trình lần này á, thì anh cũng muốn tìm được một người có thể là tâm đầu ý hợp với mình. Thì thấy em cũng là một con gái á, rất là xinh xắn, dễ thương. Và đó cũng là cái gu của anh. Thì theo cái lời nói của em họ của em á, thì muốn kiếm một cho mình một người trưởng thành. Thì anh có trưởng thành và anh có thêm chân thành để đến đây và tỏ tình với em. Hết giờ. Tập trung nha, Bảo nha. Cố gắng lên Bảo ơi. Bảo chỉ muốn nói với Trúc là cái quan trọng nhất trong tình yêu á, đó là nỗi đau. Vì khi mà con người ta đau đủ nhiều rồi thì người ta sẽ biết được đâu là hạnh phúc. Và khi người ta đau đủ nhiều, người ta cũng sẽ chững chạc và vững chãi cho bất kỳ một cái mối quan hệ nào sau này, kể cả dù có là tình yêu hay là tình bạn. Và thấy Trúc là một người đã có được cái sự trưởng thành và đủ chín chắn để nhận biết được đâu là tình cảm của mình. Thì dù cho Bảo có bước tiếp hay không thì Bảo vẫn rất là vui khi mà được gặp Trúc ở đây ngày hôm nay ở chương trình này. Về vị trí nè. Với ba chàng trai này, Trúc có cảm xúc đặc biệt với lời chia sẻ nào hay không? Và có muốn giữ lại để thuyết phục người thân của mình cho bạn ấy đăng nhập trở lại hay không? Em muốn giữ lại anh số 3. Số 3 là bạn nào ạ? Áo đen. Áo đen. Tại sao giữ lại chàng trai áo đen? Lúc nãy là anh nói về cái cảm xúc, tức là về cái sự đau khổ từng trải trong tình cảm. Thì lúc đó thì mình cảm nhận là em cảm thấy là nó thấm, với lại nó thì mình đã từng quá đau khổ trong tình yêu rồi, cho nên mình thấy mình có được người đồng cảm. Còn những cái kia thì còn anh số 1 thì nói về nhà cửa, còn anh số 2 thì nói về em, còn cũng không có cảm xúc. Em chỉ thấy có cảm xúc anh số 3 thôi. Cho nên em quyết định chọn anh số 3. Chọn số 3. Vậy thì bây giờ hãy ra sức thuyết phục người thân của mình để xem là em họ của em có đồng ý cho chàng trai áo đen đăng nhập trở lại hay không.
Em chỉ thấy anh số 3 áo đen này, tuy lúc đầu có thể là đã đi ra rồi, đã đăng xuất rồi, nhưng mà anh vẫn quyết định đăng nhập lại. Với lại khi mà anh nói, anh nói là cuối cùng với chị á, thì chị cảm thấy là người này có thể đồng cảm được với mình. Tại vì chắc là chị nghĩ là người này cũng đã từng trải qua đau khổ, hay là họ cũng mới hiểu được, thấu hiểu được cái sự đau khổ trong tình yêu như thế nào. Cho nên chị mong em có thể cho anh này đăng nhập trở lại. Sao nè? Đối với anh thì có thể là lúc đầu có thể là em có thể nhìn một cái gì đó nó hơi gọi là tiêu cực về anh. Tuy nhiên, này là tình yêu của chị. Nếu chị muốn giữ anh lại thì em tôn trọng, em chấp nhận. Chứ không lẽ giờ nhỏ dám đứng dậy nói: chị, đây là quyền lực của em, em không nghe. Đúng không? Bây dẫn em họ thì không có lợi ha. Và như vậy em, chị em đồng ý chấp nhận cho anh áo đen đăng nhập trở lại. Vâng, xin chúc mừng bạn áo đen. Và rất tiếc phải chào tạm biệt đến hai chàng trai của chương trình. Chúc các bạn nhiều may mắn, các bạn đang xuất tại đây. Thưa quý vị, như vậy là sau vòng quyền lực người thân, ba chàng trai đã không may mắn bị quyền lực người thân đăng xuất. Nhưng thật may mắn là một chàng trai đã được Thanh Trúc thuyết phục người thân của mình cho đăng nhập trở lại. Như vậy chúng ta còn tổng cộng 4 chàng trai của chương trình. Hãy cùng đến ngay với vòng 3 mang tên Bí mật đổi bí mật. Với vòng 3 vòng quyết định này, bí mật đổi bí mật sẽ có 2 phần. Phần đầu tiên là từng chàng trai sẽ xuất hiện trước mặt Thanh Trúc là nữ chính của chương trình và đưa ra một câu nói yêu thương. Sau lần lượt 4 câu nói yêu thương, Thanh Trúc phải chọn lại một lần nữa bằng trái tim và lý trí của mình để tìm xem mình có cảm tình nhiều hơn với chàng trai nào nhất. Ngay lúc đó, Thanh Trúc sẽ được biết bí mật của chàng trai ấy sẽ đổi với bí mật của Thanh Trúc ngay lúc đầu. Sẵn sàng nhé. Dường như là Thanh Trúc rất là tỉnh táo và bình tĩnh trước những câu nói yêu thương. Tuy nhiên, những chàng trai còn lại anh tin rằng cũng khá là đáng gờm đấy. Mời 4 chàng trai bước ra sân khấu. Trước khi các bạn nói đến lời nói yêu thương thì bây giờ Phương Hiếu muốn đặt một thử thách cao hơn cho các bạn. Tại vì trong số các bạn đã có chàng trai 2 lần bị đăng xuất rồi. Thử thách phải nhiều hơn để cho cảm thấy là mình đáp ứng được yêu cầu của Thanh Trúc đây. Trúc tên là Trúc, chữ T, đúng không? Anh sẽ muốn các bạn lựa chọn từ khóa mà các bạn chia sẻ trong lời nói yêu thương. Từ khóa phải bắt đầu bằng chữ T. Được không? Ok không? Sẵn sàng không? Còn chờ gì nữa? Mời chàng trai đầu tiên. Thời gian dành cho em bắt đầu. Chào em. Từ khóa anh muốn gửi tới em là từ tài. Tài. Từ khóa mang ra để nói ngay từ đầu là tài. Tài thì chúng ta liên tưởng đến rất là nhiều thứ. Tài sản. Đúng chưa? Tài. Tài năng. Tài lanh. Tài lanh là anh. Tài trí. Tài tình. Đúng không? Rất là nhiều. Vậy cụ thể chàng trai này muốn nói tài đó là gì? Xin mời. Thì anh muốn nói là anh là một người kiệm lời, cũng không thích ngôn tình với thả thính, thì anh cũng không có biết mấy câu đó như thế nào. Thì anh có thể hành động cho em thấy được là cái tình cảm của anh như thế nào. Với lại thì anh có thể cho em nhiều thứ như là tình cảm hoặc là vật chất. Anh có thể giải quyết cho em những vấn đề mà em gặp trước mắt, em khó xử hay là như thế nào. Như là như em đã nói thì em có nhiều chuyện gia đình này nọ hay là ký ức gì em không vui, anh có thể giải quyết được. Cái đó thì anh có thể giải quyết được. Còn mà kiểu như là ngôn từ, ngôn ngữ gì thì anh không có rành cho lắm. Nói nhỏ nè, nghĩa là mình cũng có tài sản đúng không? Kha khá. Cũng kha khá luôn hả? Cỡ có tới 1000 tỷ không?
mà được 0,01%. Cái đồ chưa có tới 1000 tỷ. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta nói về vật chất á, thì cũng khá đáng suy ngẫm, đúng không? Dạ đúng. Nên bên cạnh tài thì bạn còn chia sẻ được với mình nữa. Đó là chàng trai đầu tiên, chàng trai thứ hai. Thời gian dành cho em bắt đầu. Dạ, từ khóa của anh là chữ tin. Tin. Ồ, từ tin này có bộ dễ chiếm cảm tình ở các cô gái phải không Trúc? Còn cái gì về tin nữa Trúc nhỉ? Tin tưởng. Chắc chắn là đó là điều đầu tiên mình nghĩ đến. Tin yêu. Tin cậy. Tin cậy, toàn là những từ tốt không? Đúng không? Mời bạn, tại sao chọn từ khóa tin này? Tại vì ngay từ đầu chương trình anh đã nghe em nói về chia sẻ về gia đình của mình, thì anh thấy là gia đình của em không được mấy tốt đẹp, thì chắc là trong quá khứ em có rất là nhiều đau buồn. Thì sau này thì anh nghĩ là nếu như anh là người được chọn, anh tin là anh sẽ không để cho em phải gặp thêm nhiều chuyện buồn trong tương lai nữa. Và anh nghĩ là khi em đi với anh thì mọi chuyện, mọi thứ xung quanh, áp lực của em sẽ được giải quyết hết. Anh sẽ luôn luôn tin cậy và đặt lòng yêu thương hết mình về em. Ồ, tin cậy, tạo sự tin cậy rất là phù hợp. Rồi, tới mình. Chào Trúc, từ khóa của mình là tươi. Tươi. Được quá ha, bắt đầu thấy cái từ khóa là thấy tinh thần mình nó phấn chấn đây. Ý là nói Trúc tươi á, tươi xanh, tươi tắn. Rạng rỡ, tươi tắn, em nghĩ vậy. Một từ khóa mang đến cái cảm xúc thoải mái. Ẩn chứa trong từ khóa này là gì? Mời bạn thổ lộ với Trúc nè. Thì cuộc sống trước đây của em thì nó có rất nhiều góc khuất. Thì anh muốn mang đến cho em một sự tươi mới. Cuộc sống mỗi ngày của mình càng có thật nhiều nụ cười. Tôi chưa thấy ông nào đi cô gái vào như hôm nay luôn. Đi cô gái gì đâu mà nói chuyện mà... Đúng không? Chết rồi, đi cô gái vậy chết rồi. Vậy phải rút kinh nghiệm nha, hồi xưa anh cũng vậy. Sợ, còn em đó. Lần đầu tiên bảo chào Trúc, tại vì xưng tên đi, tại vì mình bằng tuổi nhau. Thì từ khóa mà bảo muốn chọn đó là từ tỉnh. Tỉnh. Sự tỉnh ở đây có nghĩa là sự tỉnh táo và sự tập trung. Đều là những cái đức tính mà rất là cần cho cái độ tuổi của Bảo và Trúc. Đó là độ tuổi mà nó còn mông lung, thì mình cần phải có sự tỉnh táo và tập trung vào bất kỳ một cái quyết định gì đó của mình. Trúc á, có thể nghe được rất là nhiều những cái lời bên ngoài, những cái lời yêu thương của những người đàn ông khác, nhưng mà luôn luôn phải giữ sự tập trung và tỉnh táo. Giống như là giống Bảo nè, Bảo bị đăng xuất 2 lần nhưng mà vẫn giữ đúng được sự tập trung và tỉnh táo để đứng ở đây để tới giờ phút này để nói với Trúc những cái lời này. Đó là những cái thứ gì á mà nó không hạ gục mình được thì nó luôn luôn làm cho mình mạnh mẽ hơn. Mong rằng Trúc sẽ có cái sự chọn lựa của mình. Thưa quý vị, phải dùng một từ là mặc dù đặt cái thử thách khó hơn tên Trúc và bắt đầu những từ khóa bằng chữ T, nhưng 4 chàng trai không làm chúng ta thất vọng, đúng không Trúc? Tuy nhiên lúc này là lúc mà chúng ta phải đưa ra cái quyết định là một trong 4 chàng trai này với 4 từ khóa theo yêu cầu của chương trình bắt đầu bằng chữ T. Trúc có cảm tình hơn với chàng trai nào? Em hơi có cảm tình với anh. Cảm tình với anh số 4. Là chàng trai. Chàng cuối cùng. Chàng trai cuối cùng. Là chàng trai 2 lần thi trượt. Quyết định chưa? Dạ quyết định rồi. Đó là quyết định cuối cùng. Xin chúc mừng chàng trai có từ khóa là từ tỉnh. Vậy thì rất tiếc phải chia tay với 3 chàng trai. Hơi uổng nhờ. Tại vì đối với em thì cái lời ngọt ngào thì nó không thiếu.
cái lời mà động viên an ủi, nói chung là cái lời ngọt ngào nó không thiếu, cho nên em cảm nhận là giống như cái bạn cuối cùng khi mà nói tỉnh với em á, thực sự là như là đánh vào con người của em vậy. Nó làm em phải, mình phải thật sự mình minh mẫn, thật sự mình phải đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn, quyết định sau cùng của mình. Tại vì mình không thể dựa vào quyết định chọn một tình yêu, mình không thể dựa vào vật chất, không thể dựa vào tình cảm mà người ta mang lại cho mình, mà mình phải dựa vào cái sự, lúc đầu là phải sự cái tỉnh táo của mình. Dạ, vô tình vô chiêu thắng hữu chiêu ha. Rất tiếc phải đăng xuất và chia tay với ba chàng trai còn lại. Cảm ơn các bạn đã đến đây vì Thanh Trúc. Cảm thấy như thế nào với lựa chọn của Thanh Trúc? Hiện tại em cũng hơi ngỡ ngàng. Hơi ngỡ ngàng, đúng không? Hơi bất ngờ. Không ngờ. Tuy nhiên, với một cái sự bản lĩnh, tỉnh táo, phân tích tình hình thấu đáo đó, liệu rằng chàng trai này ẩn chứa một bí mật nào có dễ chấp nhận hay không? Ngay bây giờ, xin mời. Bí mật của chàng trai này là gì? Mở! Anh thích. Dĩ nhiên rồi, thì ai cũng có sở thích cả, đúng không? Dữ liệu tiếp theo, mời. Ồ. Anh thích tắm cùng. Không lẽ là anh thích tắm cùng bạn gái? Anh thích tắm cùng ba mẹ. Cái gì vậy? Cái tuổi rồi tắm cùng ba mẹ mới sợ. Anh thích tắm cùng. Hoặc cũng có thể là thú cưng à. Thú cưng. Có thể là chị, có thể là nhiều khi bị dướng với lông gì đó, nhưng mà anh thích tắm cùng với con đó. Sao? Lạnh quá. Chưa biết gì. Cái này cũng là một trong những điều mà chúng ta nên chia sẻ với nhau, đúng không? Cái sở thích cá nhân á, khi mà được chia sẻ và nhận được sự đồng cảm thì anh nghĩ nó sẽ có lợi hơn cho các mối quan hệ, phải không? Bây giờ để xem ngọn nguồn của cái bí mật này là gì nha. Mở. Không tưởng tượng nổi, đúng không? Nằm ngoài phán đoán của em không? Nằm ngoài phán đoán của Hiếu luôn quý vị. Rồi ông trẻ con dữ không? Thiệt luôn á. Ông trẻ con dữ không? Là kiểu tắm rồi để mấy bịch đồ chơi thả vô trong đó hả? Chứ không là dịch thật anh, nó nhiều lông lắm. Thì đó, anh hồi hộp, anh nghe một đàn bịch anh sợ. Là bịch đồ chơi thả vào trong bồn tắm của mình á. Em thấy sao về cái sở thích này? Em thấy anh này rất là dễ thương. Ủa vậy hả? Kiểu đắm cùng đàn bịch này giống kiểu thấy yêu con nít, yêu cái gọi là cái ngây thơ. Vậy hả? Anh thấy sở thích thì cũng lạ, thường con trai hay đàn ông trai tắm bồn thả con vịt vô làm gì trời. Nào, giải thích cho tôi nghe coi. Dạ thì thật ra hình ảnh của đàn vịt đó thì nó là gợi về tình đoàn kết của một gia đình. Là tại vì vịt ở ngoài thiên nhiên á, thì bơi theo gia đình, bơi theo đàn. Và vịt cha, vịt mẹ sẽ bơi cùng với nhau, dẫn theo một đàn vịt con, bơi nối đuôi theo sau. Là cả gia đình cùng đi kiếm ăn, cùng về nhà, cùng xây tổ ấm. Thì cái hình ảnh đàn vịt này nó luôn kiểu trong bồn tắm của mình á, những lúc mà mình thư giãn á, mình cảm thấy nó đúng là một ngôi nhà và nó ấm cúng. Cho nên là thích cái cảm giác đó, đúng không? Thích cảm giác ấm cúng. Chàng trai này thú vị nha. Đầu tiên là gia đình gia giáo, đúng không? Suy nghĩ thấu đáo, dễ cảm thông, dễ chia sẻ. Và lại còn có những cái mong muốn rất là chân thành, là muốn có cảm xúc gia đình, cái tình cảm gia đình gắn bó với nhau. Thưa quý vị, bước đầu đồng thuận với nhau là vậy. Tuy nhiên gì thì gì, ngay bây giờ anh rất mong là Thanh Trúc sẽ thấu đáo, suy nghĩ lại một lần nữa, giống như từ khóa tỉnh táo mà chàng trai này mang đến cho em vậy. Thật sự suy nghĩ lại xem, dệt lại những cảm xúc của mình, để xem mình có đủ cảm xúc để tiến tới một bước nữa với chàng trai này và cho chàng ấy đăng nhập trái tim ngày hôm nay hay không. Bây giờ, nào, cả hai đối mặt cùng với nhau. Nếu như Thanh Trúc đồng ý cho chàng trai này đăng nhập trái tim ngày hôm nay, hãy bước đến và gửi cho anh ấy một cái ôm. Còn nếu như không đồng ý,
điểm tài trợ. Màn đăng nhập ngày hôm nay không thành công. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết quyết định của Thanh Trúc là gì. 1 2 3. Rồi, đứng dính lên đây nào, xuống đây em trai. Một cái kết thật là đẹp thưa quý vị và các bạn. Và Hiếu rất là mong là trong thời gian tới Hiếu sẽ có cơ hội được đi lùa vịt. Nào, cảm xúc của em ra sao khi Trúc đã cho phép đăng nhập thành công? Dạ, em cảm thấy rất là vui. Và nãy giờ em nói nhiều quá, giờ em không biết nói gì hết trơn. Giờ không biết nói gì nữa đúng không? Mặc dù cũng rất là tỉnh táo đó. Trúc ơi, cái quyết định nào dẫn đến việc em cho đăng nhập trái tim thành công? Tại vì em để ý anh này từ lúc đầu rồi. Em thấy tất cả các anh, thì em thấy trong anh này là anh năng nổ nhất. Anh chịu khó nói, anh chịu khó mở lời với em nhất. Là em đã để ý từ lúc đầu rồi. Cái lúc sau thì cũng hơi thất vọng vì ảnh đã đăng xuất. Nhưng mà khi mà ảnh nghe cái câu chuyện của mình thì ảnh đã quyết định trở lại. Thì đấy cũng là một cái em thấy ảnh có thể nghe và có thể thay đổi. Em nghĩ con người này có thể đi cùng được. Nếu như mà hiểu, nếu như mà hiểu mà thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì có thể cùng nhau nắm tay, lấy tay nhau bước qua những chặng đường khó khăn trong cuộc sống được. Vâng, anh Hiếu không biết nói gì nữa ngoài việc chúc cho Trúc và Bảo sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu nhau thật là dễ thương và tìm thêm nhiều điểm chung nữa để đi đến những cái kết hạnh phúc hơn nha. Cảm ơn em trai hôm nay tuyệt vời. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình đăng nhập trái tim xin được phép khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, với những cảm xúc đẹp của ngày hôm nay, chúc quý vị một đêm ngon giấc và xin hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.